trở lại chương trình của bản tin ngắn. Sau khi xài tiền của những cử tri, những nhà đầu tư thì chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Ford đã bắt đầu đưa ra một chương trình tẩy não. Chương trình tẩy não được mang tên là giám đốc điều hành Ford nghĩ rằng công ty sẽ dạy cho người Mỹ yêu xe điện. Mặc dù phải đối mặt với thách thức đáng kể trong cái thị trường xe điện, giám đốc điều hành Ford Jim Farley vẫn kiên định với cam kết thúc đẩy sản xuất EV của công ty tiến lên. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, anh đã so sánh xe điện với những chiếc xe đầu tiên của Henry Ford và nói rằng nó thật sự không khác gì so với Model T khi chúng tôi phải dạy mọi người lái xe khi họ đang xuống ngựa. Tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp có một nền giáo dục lớn hơn để làm ngu bỏ mẹ. Xe ngựa và xe hơi nó khác ông nội ơi, tôi khổ quá, còn xe điện của ông và xe xăng khác nhau cái gì? Khác nhau cắm như cái lỗ thôi. Một cái thì cắm vô cái lỗ, còn một cái thì đút vô cái lỗ. Tức là cầm cái vòi xăng đút vào cái lỗ xe, còn kia là cắm vô cái lỗ điện. Thì cái đường nào nó cũng có power chiếc xe. Đó còn vấn đề quan trọng nằm ở chỗ là xe điện nó mắc hơn xe xăng. Ok. Và điện nó mắc hơn xăng luôn. Ê trời đất ơi, tội nghiệp. Giải quyết sự chậm trễ, Farley giải thích. Một trong cơ hội phát triển lớn nhất đối với chúng tôi là nhà máy của chúng tôi ở Cologne, Đức, nơi chúng tôi sẽ ra chiếc Explorer chạy bằng điện. Chúng tôi sẽ không hài lòng với whatever. Nói chung lại, tôi chỉ đưa cái bản tin này cho vị thấy tôi nói vẫn còn rất là mơ mộng. Trong khi đó, đó thì cái chiếc Ford F-Lightning 150 chiếc trời đánh đó, cái bản tin của Ford News đưa ra một người ở Canada hối hận rồi. Cái thằng ở Canada nó mua chiếc xe truck Ford để chạy với hy vọng rằng sẽ tiết kiệm điện đi làm. Rồi cuối cùng cái nó cạo quẹt ở đâu rồi nằm ở bãi gần có mấy tháng trời chưa sửa được và tuyên bố một câu xanh rần luôn: xe điện là một kỹ nghệ lừa đảo. Đó là cái hãng tin từ Ford News đưa vào video đến từ Canada. Tôi đã bỏ lên cái trang mạng của The Facebook cách đây không lâu. Ford đã lỗ 4.5 tỷ đô la cho xe điện trong năm nay. Và trên mức độ lỗ như vậy thì họ lỗ gần vài chục ngàn đô cho một chiếc xe điện. Và đó là những gì mà thật sự cái đám này vẫn tiếp tục mộng và mơ. Trong đó có giám đốc điều hành và đừng no wonder tại sao những cái hãng xe điện này thị trường cổ phiếu sẽ bắt đầu sụp đổ. Chào tạm biệt.